Hello các anh em. Vậy là chúng ta đã kết thúc mùa đông, kết thúc cái khoảng thời gian mà nó làm cho anh em mình phải sun lại một vài thứ. Chắc chắn rồi, bây giờ chúng ta sẽ chào đón những ngày hè nắng nóng sắp đến, những ngày đi biển, những ngày nắng nóng phát điên phát rồ lên. Và cái chai nước hoa mở đầu cho những ngày hè tới đây, đó là một sản phẩm của nhà Saint John mà nó có tên là 3 AM, 3 giờ sáng. Chắc chắn rồi, đây sẽ là một cái mùi hương dành cho mùa hè. Và mình sẽ nói về những cái điểm mạnh này và những cái điểm mà có thể là mình thấy rằng nó chưa được ổn. Và cái tổng kết lại là chúng ta có cần thiết phải mua chai nước hoa này hay không. Thì đây là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nói chuyện về sản phẩm Saint John 3 AM. Một cái mùi hương mà có thể là đối với một số các anh em chúng ta có cảm thấy là wow, không hiểu, lần đầu tiên nghe thấy. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe, ok. Còn bây giờ anh em mình hãy ngồi, relax và let's go. Ok, chai nước hoa này thì được ra mắt vào năm 2015 và với những thành phần mùi hương như sau. Hương đầu của nó là gồm cam bergamot, cam mandarin, bạch đậu khấu. Nốt hương giữa đó là hoa phong lữ, hoa cam và lá sung. Và nốt hương cuối đó là nước khoáng có vị ga và cuối cùng là da thuộc. Đấy thì là cái thành phần mùi hương của chai nước hoa này. Để nói về cái khoảng thời gian mình rất là cân nhắc rằng không biết là có nên blind buy mua chai nước hoa này để về thẩm mùi và có review cho các anh em, thì có một cái mình rất là lăn tăn, đó là bởi vì trong chai nước hoa này nó có sử dụng một nốt hương, đó là trong tiếng Anh nó gọi là tonic water, nó lại khóa là một cái đồ ngọt có ga. Tại sao mình lại lăn tăn? Bởi vì có thể là một số các anh em không biết, tuy nhiên với những cái nốt mùi hương mà cái thứ nhất là nó không có chiết xuất từ tinh dầu, và cái thứ hai đặc biệt là những cái nốt mùi mà mô phỏng lại ví dụ như mùi của trái cây ấy, ví dụ như là dưa chuột này, táo, nước ga hoặc là bất kỳ một cái gì, hoặc là hương nước biển ấy, thì những cái nốt hương này ấy, không phân biệt bố con nhà nào là niche hay là indie hay designer, tất cả những cái nốt hương đấy đối với những cái kinh nghiệm mình đã trải mùi thì mình thấy rằng nó rất là khó để có thể blend một cách nhuần nhuyễn mùi. Nếu như mà không chắc tay, có nghĩa là bố nào perfumer mà không chắc tay ấy, thì khi mà sử dụng những cái nốt hương này nó sẽ rất là có thể là gây một cái cảm giác rất là tanh hoặc là ngái hoặc là rất là khó chịu khi mà ngửi. Tiêu biểu đó là nốt hương nước biển. Chỉ cần lệch pha một chút thôi chúng ta có thể thấy cái vị tanh của cái nốt này. Mặc dù ví dụ ở đây như nhà Bulgari mà gọi là chùm sử dụng những nốt hương hương nước biển, tuy nhiên không phải là sản phẩm nào của họ cũng có thể là một cái mùi hương nó không gây cái cảm giác khó chịu đó. Thì ở chai 3 giờ sáng này, cái mà mình rất là lăn tăn bởi vì những cái nốt hương ví dụ như là tonic water, cái đồ ngọt có ga này, mình rất là lăn tăn, mình không biết là nó có gây cho mình cái cảm giác khó chịu hay không. Tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian mà mình tham khảo trên trời dưới biển, đọc rất là nhiều comment, xem rất là nhiều video, thì mình đã quyết định là thôi thì thử xem nó ra làm sao. Và cuối cùng thì hậu quả là ngày hôm nay mình đã cho em nó lên sóng. Ok, trước tiên thì chúng ta hãy cùng nói về mùi hương của chai nước hoa này nó là như thế nào. Thì để mà nói về mùi hương chai nước hoa này, khi mà mình mới xịt, cái cảm giác đầu tiên của mình đó là nó rất là relax, nó rất là thư giãn. Một cái cảm giác khi mà mình xịt nó đúng là cái vị hương khi mà chúng ta mở nắp ra, những cái mùi hương có thể là những cái đồ ngọt có ga ấy. Ở đây mình không nói cái mùi nhá, mà cả cái cảm giác, ví dụ như khi mà chúng ta mở một cái nắp hương cam hoặc chanh, những cái chai nước những cái lon nước ga mà đồ ngọt ấy, thì cái cảm giác chúng ta ngửi nó cảm giác rất là thư thái. Thì ở chai nước hoa này cũng vậy, khi mà mới xịt chúng ta sẽ nhận được cái cảm giác y thế, nó rất là gọi là sảng khoái, nó giống như kiểu mà chúng ta hay xem cái Sprite ấy, quảng cáo Sprite, wow, một cái này kiểu relax. Thì cái open của chai nước hoa này nó cũng dạng kiểu như thế. Và sau đó đối với cái cảm nhận của mình, nó là cái một chút kiểu như là của da thuộc và cam bergamot. Tuy nhiên da thuộc ở chai nước hoa này, các anh em yên tâm là nó hết sức là con nhà lành,
nó giống như kiểu là một ông thợ phụ mà thôi, nó không phải là kép chính. Cho nên là cái tông gia thuộc ở đây nó hết sức là vừa đủ, nó mix cùng với cái vị fruity, vị trái cây của cam bergamot và cái hương vị relax của cái nốt tonic, nước gọi là đồ ngọt có ga đấy. Và tổng quan lại, chung kết lại, nó blend lên một cái mùi, thứ nhất sạch sẽ, sảng khoái, dễ ngửi và rất rất thích hợp sử dụng trong mùa hè, đặc biệt là hè ở Việt Nam. Bởi vì như mình vẫn nói, sử dụng một chai nước hoa cho mùa hè Việt Nam không bao giờ là dễ dàng, kể cả những cái chai nó có thể gọi là đình đám ở xứ Tây Lông, nhưng không có nghĩa rằng sẽ sử dụng một cách dễ chịu ở Việt Nam. Ví dụ như là Pacoraban Invictus, một cái chai rõ ràng là dành cho mùa hè. Tuy nhiên, nếu mà để pha ở Việt Nam, hoặc kể cả là Versace Dylan Blue cũng thế, không hề là dễ dàng. Tuy nhiên, với 3 giờ sáng thì lại là một cái ngoại lệ. Chúng ta đã có một cái mùi hương rất 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 là, nói chung là rất phù hợp cho mùa hè. Đó, thì đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này. Tiếp theo thì mình sẽ nói về những cái ưu điểm của mình về chai nước hoa Saint John 3AM. Điều đầu tiên, đây chắc chắn là một mùi hương rất 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 là đa dụng. Bất kỳ trong một cái thời điểm nào chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng, đi học, đi chơi, đi tập gym, đi bla bla bla. Nói chung là trên trời dưới biển, không hữu hỉ hội nghị, bất kỳ một cái dịp nào mà chúng ta muốn một cái mùi hương dành cho mùa hè thì đây sẽ là một cái option cực kỳ là đa dụng. Một cái tông mùi nhẹ nhàng, không gây khó chịu, thơm tho. Nói chung là nó là một cái mùi hương có thể gọi là giống như kiểu để đã vẽ rồi, anh em cứ thế mà dùng thôi chứ không có gì phải lăn tăn gì cả. Đó, thì đấy là cái ưu điểm đầu tiên của chai nước hoa này. Cái ưu điểm thứ hai đó là so sánh với những cái sản phẩm đang có sẵn ở trên thị trường hiện nay thì có thể gọi rằng Saint John 3AM cũng khá là ít bị đụng hàng. Mình không nói rằng đây nó như kiểu là một cái mùi hương rất là độc lạ như thế nào cả. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta có thể so sánh một chút, ví dụ như Live Blue Forever, Live Blue All Intense, Bulgari Aqua Pure Homme, vân 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 vân, thì đấy đều là những sản phẩm rất là đình đám dành cho mùa hè đó. Mình không nói là chán nhé, mình đang nói đấy là những cái sản phẩm cũng rất là đình đám dành cho mùa hè. Và với 3 AM, 3 giờ sáng thì chúng ta sẽ ít nhiều, chúng ta sẽ ít bị lẫn vào những cái chai nước hoa đấy. Mặc dù mùi hương của nó cũng rất là bình thường thôi, nhẹ nhàng, thư giãn và thơm. Đó, chứ nó không phải là một cái gì đấy dị biệt. Tuy nhiên mình tin rằng nó sẽ cũng có cái nét đặc trưng ít bị đụng hàng so với những cái sản phẩm đang có bán sẵn ở thị trường Việt Nam, thì đấy cũng là một cái điểm cộng khá là lớn của chai nước hoa này. Yếu điểm thứ ba đó, mặc dù đây là một mùi hương của cho nam, thế nhưng các chị em nữ hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng được, bởi vì như mình đã nói nó rất là nhẹ nhàng. Do vậy, bất kỳ một chị em nào ưa thích một cái tông hương unisex thì chúng ta cũng có thể sử dụng chai nước hoa này. Thì đấy là những cái ưu điểm mình đánh giá ở chai nước hoa của sản phẩm nhà Saint John. Còn cái nhược điểm mà mình cảm thấy chưa được ưng lắm ở chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng cái mình không biết rằng đây có phải là những cái đặc điểm chung của một số, bởi vì bản thân mình như kiểu là polo hoặc là những cái sản phẩm mùi hương nước hoa, mình không dám nói là nói chung, nhưng về cơ bản thì những cái sản phẩm mà đến từ những cái hãng của Mỹ ấy, mình thấy rằng là họ thường chuộng như kiểu là cái tông sạch sẽ chứ họ không thích một kiểu ồn ào cái style mùi ấy. Thì với những chai nước hoa như vậy thường thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái hiệu năng mùi cũng một chút, và 3AM cũng không phải là ngoại lệ. Mình cho rằng nó sẽ chỉ hiệu năng của nó sẽ được khoảng tầm từ 6 giờ 6 tiếng. 6 tiếng. Nếu như mùa hè mà nắng những ngày nắng nóng dữ dội thì cũng sẽ hơi bị ảnh hưởng. Thì đấy là một cái điều cũng hơi đáng tiếc của chai nước hoa này. Nếu như mà nó có thể tăng được hiệu năng của mùi hương thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, nói đi nói lại, với một cái chai nước hoa mà có sử dụng những cái nốt thành phần mà về cơ bản đều là ví dụ như là citrus và những cái đồ ví dụ như đồ hơi nước, thì chúng ta không thể hy vọng rằng nó sẽ có thể có một hiệu năng mùi tốt. Về cơ bản là như thế, những kiểu đồ đồ nấu chỉ có thế, thì
chúng ta không thể đòi hỏi là nó phải bám lâu kiểu như thế. Thì đấy cũng là một điểm khá đáng tiếc của trái nước hoa này. Tổng quan lại, chúng ta có nên sở hữu trái nước hoa này hay không, thì nói thật với các ông, với câu trả lời của tôi thì chắc chắn rằng 100% quật, không phải nói nhiều. Nhất là với các ông nào mà năm nay đang đói kém mà chúng ta vẫn muốn thích cái kiểu như là một chai nước hoa mùa hè đa dụng thì càng tốt. Thì đó, thì St. John 3AM muốn giới thiệu cho các anh em, chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với mọi người những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa St. John 3AM. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.